Rui biết là mọi người mong chờ video này cho nên là Rui đã cố gắng để có thể lên thiệt là sớm luôn. Vậy thì trong video là 5 mẹo của Rui để mà vượt qua một cái hành trình mụn ẩn rất là gian nan. Hiện tại da Rui thì nó vẫn chưa có gọi là hoàn toàn 100% hết mụn đâu, nhưng mà Rui thấy là nó đã đỡ khá là nhiều rồi. Thì nếu như các bạn làm theo các tip trong video mà cảm thấy nó hiệu quả thì đừng quên để lại comment cho Rui đọc đấy nha. Hoặc là mọi người có thêm những cái tip gì đó muốn share cho Rui thì cũng đừng quên để lại comment luôn. Hello mọi người, cuối cùng thì Rui cũng đã giữ được lời hứa của mình là làm một video hướng dẫn các bạn cách để trị mụn ẩn. Vậy thì ngày hôm nay Rui mang đến cho các bạn 5 tips và ngay bây giờ tụi mình sẽ cùng bắt đầu luôn nha. Hiện tại cái làn da của Rui là nó chỉ có dưỡng và kem chống nắng thôi, và Rui biết là những cái ngày mà không có kem nền thì thật sự là nhìn rất khó chịu, nhưng mà Rui đã và đang cố gắng làm quen với điều đó. Vậy thì cái làn da của Rui hiện tại nó đã đỡ hơn cách đây 2 tháng, thậm chí là đỡ hơn Rui nghĩ là cũng khoảng 60-70%. Nếu như bây giờ để ý kỹ mọi người sẽ thấy là Rui có một vài cái mụn ở dưới này, nhưng mà thường mụn vùng cằm là do nội tiết, và một hai cái mụn đây với lại ở đây. Nhưng mà Rui đã rất là mừng khi mà cái làn da của mình nó đã trở lại cái trạng thái ổn định ban đầu. Không biết mọi người thì sao, nhưng mà bẩm sinh luôn và cho đến lúc dậy thì và cho đến tận bây giờ đã là over teen, nhưng mà cái da của Rui nó vẫn thường xuyên gặp vấn đề. Vậy thì mỗi một khi mà da Rui gặp vấn đề thì Rui sẽ cố nhớ lại coi là nó bị như vậy từ bao giờ. Vậy thì Rui bắt đầu nghiệm lại và Rui phát hiện ra là kể từ lúc Rui tập gym là da Rui có vẻ như là nó xuống cấp. Cho nên là cái thủ phạm đầu tiên có thể nói chính là protein. Vậy thì nếu như các bạn đã từng xem các cái video về vận động của Rui, chắc các bạn cũng biết là Rui vẫn trung thành với lại cái bình protein siêu bự này, đúng không? Và chính nó là thủ phạm đã làm cho cái cơ thể của Rui bị nóng cũng như là lên mụn. Vậy thì ngay cái tuần mà Rui phát hiện ra là mình bị nóng bởi protein thì Rui đã cai một tuần và mụn của Rui nó đỡ hơn. Nhưng mà rõ ràng là với tất cả những người mà vận động mạnh á, thì cái việc mà cơ nó đang bị đau, bị mỏi mà không uống protein thì thật sự là rất đau. Cho nên là Rui đã phải tìm một cái phương pháp thay thế. Và giải pháp của Rui là chọn một cái loại protein nó có cái nguồn gốc thực vật thì nó sẽ đỡ nóng hơn. Tất nhiên là về mức độ hấp thu thì cái loại kia nó hấp thu được nhiều hơn, nhưng mà bản thân loại này thì nó lại làm cho cái da của Rui ổn hơn và tất nhiên là không có bị đau cơ. Vậy thì tiếp theo là Rui để ý từ lúc mà Rui đi du lịch Philippines thì ngoài trời luôn luôn là 42 độ, cho nên là nó siêu nóng. Và cái làn da của Rui những ngày ở bên Philippines thật sự là coi lại hình rất là mắc cỡ luôn, tại vì mụn ẩn không chỉ là ở trán hay là hai bên mũi nữa mà giống như là khắp mặt luôn á. Và sau đó khi về Việt Nam thì Rui đã thử áp dụng một cái phương pháp rất là bình dân, rất là rẻ tiền thôi, là lấy những cái viên đá và lăn lên trên da. Vậy thì Rui làm điều này mỗi sáng, mỗi tối trước khi mình bắt đầu thoa các bước skincare, và Rui cảm nhận được là cái da mình nó dịu hơn. Cho nên là một mẹo cho mọi người là có thể sử dụng đá để mà lăn lên trên da. Và nếu như da bạn lên mụn ẩn là bởi vì nhiệt độ thì chính cái phương pháp này cũng sẽ làm cho chính những cái mụn ẩn nó lặn luôn. Vậy thì mẹo số 3 của Rui là tìm một cái phương pháp tẩy da chết phù hợp. Đây chính là cái lọ BHA của Paula Choi mà Rui lọ này là 1%, nói chung nó cũng rất là nhẹ, và Rui mua để sử dụng cho cái vùng mụn ở ngay ngực của mình. Tại vì cứ mỗi khi mà Rui bị nóng là cái phần da ở ngay cái phần ngực này là nó sẽ lên khá là nhiều mụn ẩn. Vậy thì khi mà Rui dùng em này hợp thì Rui thử dùng cho mặt, nhưng mà có vẻ như là nó làm cho da của Rui bị khô. Và sau đó thì Rui phát hiện ra một cái sản phẩm tẩy da chết dịu nhẹ hơn, chính là những cái em như thế này trong cái lọ này. Thương hiệu Life Lab là một cái thương hiệu của Hàn Quốc, và Rui rất là thích cái kiểu của sản phẩm. Nó là những cái viên như thế này, mọi người có nhìn thấy không? Đó là những cái viên cô tông á, và đi kèm là một cái nhíp để mình gấp cái viên đó ra để mình lăn. Nhưng mà bởi vì cái nhíp này nó hay bị trượt cho nên Rui cứ hay cầm tay Rui lăn luôn cho nó dễ á. Thì thường là Rui sẽ rửa mặt nè, xong rồi xài toner, xong rồi áp dụng này, sau đó mới đến các bước skincare tiếp theo. Thì Rui thấy da mình mịn hơn, mụn đầu đen mất hết, và thậm chí là mụn ẩn cũng giảm rất là đáng kể. Và có một điều rất bất ngờ nha, là kể cả khi Rui đã sử dụng sữa rửa mặt cũng như là toner rồi, thì đến khi lau cái này, cái miếng, cái cục tròn tròn này nó vẫn rất là dơ. Tức là da của mình luôn luôn dơ hơn mình nghĩ. Vậy thì một hộp như này thì thường có 30 viên, và mọi người nhìn cái số lượng viên còn bên trong là mọi người cũng biết là Rui đã sử dụng em nó kha khá. Phân da của Rui thì không hợp với hạt, cho nên là Rui không thể nào xài được những sản phẩm hạt hạt từ mặt nạ hay là các sản phẩm tẩy da chết chuyên dụng mà nó là dạng hạt á. Tại vì da của Rui thì nó
nó luôn luôn nhạy cảm. Và tip số 4, nếu như các bạn quan tâm tới trang điểm thì các bạn biết thời gian gần đây mọi người có một cái thủ thuật là baking, tức là sử dụng phấn phủ bột và đưa số lượng nhiều lên trên những cái vùng da mà mình cần lâu rồi. Nhưng mà vô tình chính phương pháp này lại làm cho cái làn da của Rư lên khá là nhiều mụn ẩn. Cho nên là sau đó Rư đã quyết định là Rư bỏ luôn baking. Thật sự là bỏ baking nó rất là phiền, bởi vì nếu như đến chừng 2-3 tiếng sau thì cái phần trang điểm mắt nó sẽ bị dính cái vệt đen đen ở dưới này nè. Cho nên là kể từ khi Rư bỏ baking thì Rư phải soi gương nhiều hơn và thường xuyên bỏ tăm bông vào trong giỏ sách đó, để mỗi khi mà nó bị dính mascara hay eyeliner xuống thì Rư sẽ quẹt lẹ luôn. Và cái tip số 5 cũng như là tip cuối cùng của Rư là Rư sẽ cố không làm stress làn da bằng cách chọn những sản phẩm kem nền quá lâu trôi. Tại vì những cái sản phẩm kem nền mà nó quá lâu trôi, tức là thành phần của nó cũng gọi là không tốt cho da mình rồi. Cho nên thường là Rư sẽ chấp nhận là có thể trang điểm chừng 4-5 tiếng, hoặc khi nào mình thấy cái lớp trang điểm của mình nó có vẻ như là bị đổ dầu, bị sọc sạch quá thì mình sẽ lau nó đi và dặm một lớp mới lên. Và thay vì hồi xưa Rư sử dụng foundation thì bây giờ Rư sẽ thường thiên về cushion nhiều hơn. Có thể cushion nó không che phủ được nhiều cho làn da của Rư, nhưng mà kể từ khi Rư sử dụng nó thì mụn ẩn của Rư giảm rất là nhiều. Hiện tại cái làn da của Rư là nó chỉ có dưỡng và kem chống nắng thôi. Và Rư biết là những cái ngày mà không có kem nền thì thực sự là nhìn rất khó chịu, nhưng mà Rư đã và đang cố gắng làm quen với điều đó. Vậy thì cái làn da của Rư hiện tại nó đã đỡ hơn cách đây 2 tháng, thậm chí là đỡ hơn, Rư nghĩ là cũng khoảng 60-70%. Nếu như bây giờ để ý kỹ mọi người sẽ thấy là Rư có một vài cái mụn ở dưới này, nhưng mà thường mụn vùng cằm là do nội tiết, và một hai cái mụn đây với lại ở đây. Nhưng mà Rư đã rất là mừng khi mà cái làn da của mình nó đã trở lại cái trạng thái ổn định ban đầu. Vậy thì nếu như các bạn cũng đang trên con đường gọi là trị liệu cái vấn đề mụn ẩn của mình thì mọi người có thể thử chuyển sang một dạng kem nền mỏng nhẹ, chấp nhận là nó nhanh trôi, hoặc là mọi người thử chỉ đến kem chống nắng rồi ngưng coi sao. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay của Rư, và đừng quên subscribe channel của Rư để theo dõi thêm các video khác nữa nha. Bye.